thịt, máy cắt thịt, máy sợi giả hay xịa giả cắt thịt đó là. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn loại máy, đó là máy cắt thịt sợi dài và kích thước là 3 ly rưỡi. Đây là lưỡi dao của máy này, đây là lưỡi dao của máy đây. Máy còn có một lưỡi dao ở dưới nữa, cắt sợi dài đây. Máy công suất là 2002, chất liệu bằng inox đây. Đây là công tắc của máy. Kích thước. Bây giờ mình sẽ chạy thử máy cho các bạn xem nha.